Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả những ai đang nhìn thấy live stream của Ninh trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúc các bạn một ngày thật an lành và một ngày thật nhiều niềm vui và hoàn thành tốt công việc của mình. Buổi sáng ngày hôm nay thì Ninh có một cái chủ đề, đó là chủ đề là ba vùng, ba lựa chọn, ba cách sống mà các doanh nhân nên biết, hoặc là có thể sử dụng một cái bạo hành ngôn ngữ một chút, thì đó là phải biết, buộc phải biết. Thì ngày hôm nay trước khi vào thì Ninh, sau lời chúc thì Ninh sẽ muốn mọi người cùng xem một cái cuốn sách mà Ninh mới mua. Không phải là thiếu may mắn, chỉ là chưa cố gắng. Đây là một cuốn sách rất là hay. Cuốn sách này thì ngay trong cái trang bìa của nó cũng đã có được một cái tờ giấy như thế này. Ở đây tôi nói là không phải là thiếu may mắn mà chỉ là chưa cố gắng. Tất cả những ai đang đổ lỗi cho cuộc đời của mình là thiếu may mắn, những ai đang đổ lỗi cho cuộc đời của mình là không có quý nhân phù trợ, những ai đang đổ lỗi cho cuộc đời của mình rằng tại sao mình đã đen đủi như vậy và thành công vẫn rơi vào người khác mà không rơi vào mình, thì hãy cùng xem cuốn sách không phải là thiếu may mắn chỉ là chưa cố gắng. Thì ở đây nó có các cái tiến trình rất tuyệt vời ở trong cái cuốn sách này. Tôi sẽ xin trích đọc ra một đoạn để mọi người thấy ạ. Mỗi người đều có định nghĩa khác nhau về thành công, nhưng quan trọng là bạn nỗ lực tiến tới mục tiêu hay không. Đây chính là mấu chốt và ý nghĩa của việc có thể thành công hay không. Trước khi làm bất kỳ điều gì, nhất định bạn phải hiểu ý nghĩa, hiệu quả của việc đó thì mới không hoài phí, vô ích. Đặc biệt là trong kinh doanh, cần phải có đánh giá toàn diện, tìm ra yêu cầu của người tiêu dùng ở đâu. Vì vậy mới có thể tránh được những đồng tiền xương máu khỏi lãng phí, chỉ như rơi vào động không đáy mà nhìn không thấy hiệu quả. Thì trong cuốn sách này thì có một cái tiến trình nhìn rất là thích ạ. Mục lục rồi tất cả những cái mục này, Ninh nhìn cái cuốn sách đã thích luôn ạ. Vì nó không phải là cái cuốn sách mà đầy chữ, mà cuốn sách nó rất là nhiều hình ảnh nên người não phải nên rất là thích điều này. Và ở đây người ta có một cái tiến trình đi đến thành công, nó gồm có 5 bước. Bước thứ nhất là learn, nghĩa là học tập. Bước thứ hai là research, nghĩa là nghiên cứu. Bước thứ ba là analysis. Analysis có nghĩa là gì ạ? Analysis là phân tích. Bước thứ tư là process, là xây dựng quy trình. Và bước cuối cùng, in the end step, là success. Thì cái cuốn sách này cũng là một cái cuốn sách Ninh mới mua. Và nếu các bạn nào yêu sách và yêu kiến thức thì các bạn có thể đặt ra tiêu chí hàng tuần mình có thể lên trên hiệu sách để mua những cuốn sách mà mình thích. Nhưng mà trước tiên bây giờ chúng ta hãy cùng nhau, you are fun before you learn. Chúng ta cùng nhau vui vẻ với một ca khúc buổi sáng, một ca khúc cũng rất là thú vị. Đó là ca khúc Trăng Thư Xanh. Trăng thư xanh anh lén chào em, viết bằng mực tím tím bông hoa cà. Mà hồi xưa em thường hằng mơ ước ngày thờ hôn anh kết hoa để tặng em. Đêm năm xưa có gió heo may, gió đùa trên tóc ngủ say bên lưng đèo. Trả lại em con đường tình năm cũ, đường tình ơi ta với ta một mình buồn. Nếu năm xưa em lỗi hẹn và mình đừng quen nhau, những ân tình ngày đó có bao nhiêu, vì dáng dở dàng có đâu. Ta quên đi như chúng ta chưa làm quen. Đêm năm xưa có gió heo may, gió đùa trên tóc ngủ say bên lưng đèo. Trả lại em con đường tình năm cũ, đường tình ơi ta với ta một mình thôi. Đây là một cái bài hát là nó đi liền với những người ở thế hệ 7X, rất là hay ạ. Nên là mọi người thấy nó
thú vị thì hãy cho một tràng vỗ tay đi ạ. Trang thư xanh anh lén trao em, viết bằng mực tím tím bông hoa cà, mà hồi xưa em thường hằng mơ ước ngày hợp hôn anh kết hoa để tặng em. Đêm năm xưa có gió heo may, gió đùa trên tóc ngủ say bên lưng đèo, trả lại em con đường tình năm cũ. Đường tình ơi ta với ta một mình thù. Năm xưa em lỗi hẹn và mình từng quen nhau, nhưng ân tình ngày đó có bao nhiêu thì giang dở dở dang có đâu nhiều. Kỷ niệm ơi kỷ niệm buồn biết mấy, thà quên đi như chúng ta chưa hề quen. Đêm năm xưa có gió heo may, gió đùa trên tóc ngủ say bên lưng đèo, trả lại em con đường tình năm cũ. Đường tình ơi ta với ta một mình thôi. Trả lại em con đường tình năm cũ. Đường tình ơi ta với ta một mình. Cảm ơn các bạn đã vừa có chú ý lắng nghe một bài hát Một Mình Thôi. Bài hát này thì ca sĩ Tuấn Vũ thể hiện rất là thành công. Thì sau cái phần chia sẻ như này rồi thì Ninh cũng muốn các bạn. Và sau đây, cuộc thi tìm kiếm ngôi sao dinh dưỡng xin được phép. Và sau đây, cuộc thi tìm kiếm ngôi sao dinh dưỡng xin được phép bắt đầu. Ván béo, thích nhiều béo, ăn ít đạm. Và sau đây thì Ninh sẽ cùng với các bạn đến với một phần chia sẻ, đó là ba vùng lựa chọn đặc biệt của doanh nhân. Nội dung mà Ninh chia sẻ các buổi sáng thì phần lớn dành cho doanh nhân. Và tất cả những doanh nhân, những người đang làm chủ doanh nghiệp, dù là doanh nghiệp nhỏ hoặc là siêu nhỏ đi chăng nữa, thì các kiến thức mà các bạn cần cập nhật vẫn là luôn luôn là những cái bữa ăn sáng rất là thú vị và tuyệt vời. Thì ngày hôm nay thì Ninh muốn chia sẻ với các bạn một cái nội dung, đó là ba lựa chọn hoặc là ba vùng mà các bạn làm doanh nhân thì nên biết, hoặc buộc phải biết, hoặc là bắt buộc cần phải biết. Thì lựa chọn của các bạn khi mà mở doanh nghiệp, thì nếu ai đó mà cảm thấy rất là sợ áp lực, đây là có áp lực về tinh thần, áp lực về tiền bạc, áp lực về học tập, n thứ áp lực đè lên bạn, nếu như bạn cảm thấy sợ hay áp lực thì đừng chọn con đường làm doanh nhân. Bởi vì chữ business thì chữ doanh nhân, business nghĩa là busy, nghĩa là bận rồi, đã rất là bận rộn rồi. Nhưng mà trong cái tiến trình như này, nếu bạn đối mặt với khó khăn và chịu được áp lực thì bạn hãy bước vào làm doanh nhân. Bởi vì kinh doanh không hề dễ dàng. Tất cả những ai thành công, có tiền, có doanh nghiệp lớn, họ đều có một cái giỏi gì đấy và chúng ta phải ngưỡng mộ, phải học tập họ. Nhưng ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn ba vùng. Ba vùng, ở đây có ba vùng, vùng thứ nhất, vùng thứ hai và vùng thứ ba. Người ta có thể chia được ô, thứ nhất là vùng trung, vùng thứ hai là vùng cao, vùng thứ ba là vùng thấp. Vậy thì vùng thấp, vùng trung và vùng cao. Trong ba vùng này thì thường tất cả những con người mà người ta chọn vùng giữa, đó là vùng người ta gọi là safety zone, hay người ta gọi là comfortable zone, nghĩa là vùng an toàn. Vùng an toàn là gì? Vùng an toàn là vùng mà làm cho con người ta cảm thấy vô cùng thoải mái khi làm công việc kinh doanh, làm cho người ta cảm thấy vô cùng là dễ chịu và ngủ quên tại vùng an toàn, gọi là comfortable zone hay là safety zone. Vùng này thì người ta sẽ lựa chọn những thứ an toàn, dễ chịu, ví dụ như mục tiêu an toàn, loại sản phẩm an toàn, tất cả mọi thứ đều rất an toàn và vô cùng dễ chịu đi trên con đường đủ đỉnh. Và nên chưa nói tới công việc là bạn chọn như vậy thì đúng hay sai. Nhưng mình bắt đầu đưa ra ba khái niệm mà cơ bản về vùng của bạn. Vùng thứ nhất là vùng an toàn, người ta gọi là comfortable zone, hoặc là người ta sẽ nói đó là section area của cái vùng gọi là safety zone. Cái vùng này là những cái người mà không ưa mạo hiểm, những cái người mà muốn an toàn thôi, ổn định thôi, thì cái vùng này sẽ tạo cho mọi người một cuộc sống cực kỳ dễ chịu. Nhưng thực sự dễ chịu này nó được bao lâu? Và kết quả nó có thực sự dễ chịu hay không thì chúng ta sẽ nhìn đến vùng thứ hai. Vùng thứ hai là gọi là vùng trì trệ.
Vùng thứ hai là vùng trì trệ, là ngày qua ngày, ngày qua ngày họ chỉ sống như thế, chỉ mục tiêu kiếm tiền như thế, chỉ ăn cái đó, chỉ làm việc đó và chỉ thực hiện những thứ trong cái vùng, và càng ngày càng cảm thấy cuộc sống vô cùng chán chường. Người ta gọi vùng đó là vùng trì trệ. Và vùng thứ ba người ta gọi là vùng challenge zone, nghĩa là cái vùng thử thách hay và gọi là vùng thách thức. Vậy thì có ba vùng. Vùng thứ nhất là vùng thấp, người ta gọi là vùng trì trệ. Vùng thứ hai gọi là vùng an toàn hay là thoải mái. Vùng thứ ba gọi là vùng thử thách hay là vùng thách thức. Trong ba vòng này thì ở vùng 1 và vùng 2 đều có một cái phần chung nhau. Các bạn hiểu nôm na là phần chung nha. Qua cái lỗ mắt của tôi, đây là phần chung. Và phần vùng 2 và vùng 3, vùng cũng có một phần chung. Ở mắt của tôi đây là vùng chung, nghĩa là vùng giáp danh. Thì vùng 1 là vùng trì trệ. Vùng trì trệ thì theo như định nghĩa của Rockefeller, người giàu nhất hành tinh, thì người ta nói đây là cái vùng gì? Đây người ta gọi là cái vùng dành cho những người ung thư về tư duy. Nghĩa là tư duy họ có vấn đề, cho nên họ chọn một cái vùng cực kỳ trì trệ. Ngày qua ngày họ lê lết đi đến công ăn, việc làm của họ chỉ làm những cái việc mà họ phải sống tạm bợ qua ngày. Vậy thì làm gì có động lực, làm gì có động lực. Động lực của họ bị âm, cho nên là họ chán trường, họ uể oải, họ tiêu cực, họ thở dài và năng lượng họ cực kỳ thấp, low energy. Vùng thứ hai là vùng an toàn hay là vùng thoải mái, thì từng ngày đi làm cũng thấy tương đối ổn. À, tôi chỉ thế thôi, tôi cũng ổn. Mục tiêu của tôi kiếm 1-20 triệu một tháng thôi, vân 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 vân, và cứ như thế và cảm thấy bình yên và cảm thấy dễ chịu rồi. Nhưng xin thưa với các bạn sống trong vùng dễ chịu như vậy, không có áp lực như vậy, nhưng đối với tôi thì đấy không hề dễ chịu, không hề dễ chịu một tí gì luôn. Ví dụ bạn cần mua một khoản gì đó, bạn mua một cái gì đó, ví dụ như vượt qua chi tiêu của bạn. Nếu tôi giả định bạn qua 20 triệu một tháng đi, bạn chi tiêu cho gia đình nhà bạn, thì vậy thì khi mà bạn cần mua một cái xe máy thì bạn phải chơi họ, bạn phải vay tiền, bạn phải tích góp vân vân, bạn sẽ vô cùng khó chịu. Hoặc nếu khi bạn cần phải chữa bệnh, chữa 100-200 triệu, thì bạn vô cùng khó chịu và bạn không hề dễ chịu thế gì. Khi mà bạn phải có đóng tiền học hoặc là tham gia một khóa học nào cho con cái, bạn vô cùng phải khó chịu. Khi bạn phải chữa bệnh cho bố mẹ, bạn vô cùng phải khó chịu. Vậy thì cái dễ chịu đấy, nó dễ chịu của hiện tại, nó sẽ khó chịu của tương lai. Thế thôi, chẳng có gì dễ chịu suốt cuộc đời cả. Vậy bạn chọn một cách sống dễ dàng, easy zone, comfortable zone, safety zone, là vùng thoải mái, vùng dễ chịu, vùng an toàn, thì xin thưa với các bạn, nó sẽ uncomfortable cho các bạn ở những cái việc đối mặt. Thế thì khi mà bạn chọn an toàn như vậy, thu nhập của bạn như vậy, bạn còn có lỗi với bản thân. Đó là bạn có lỗi khi mà bạn chưa thực sự đánh thức và huy động toàn bộ những tiềm năng tuyệt vời của mình. Bạn đang sống dưới mức năng lực của mình. Vậy bạn còn có lỗi với cả những người sinh thành ra bạn nữa. Nếu như bố mẹ các bạn thiết kế ra các bạn là một cỗ xe chạy 200 km/h, nhưng bạn đang ngủ quên chỉ chạy với tốc độ 50 km/h, vậy bạn có lỗi với bố mẹ không? Có. Nếu bạn là người mà đang có khả năng kiếm được 50 triệu một tháng, nhưng bạn chỉ nghĩ mình kém cỏi ngu dốt, không được học đại học và không chơi được với người nọ, không bằng người kia, và bạn nhìn bạn tối tăm vô cùng, bạn đang là một con sư tử nhìn mà trong gương thấy mình là một con mèo, bạn có lỗi với tổ tiên, dòng họ đã sinh ra bạn, bạn tự kỷ và tự cắn vào mông mình. Và đó chính là cái điều mà những người đang ngủ quên và chết dần chết mòn ở trong vùng thoải mái. Nếu như bạn có tin không, bạn đang sống trên nắm đất của nhà mình mà không biết ở dưới đấy có một cái mỏ, đó là mỏ vàng. Bạn không hề biết, bạn lại cứ nghĩ rằng đấy chỉ là nền nhà của mình thôi. Vậy bạn có khai phá ra được sức mạnh của bạn hay không? Thì đầu tiên bạn phải có chủ ý đặt một cái tour để đi vào chính trong cái con người của bạn, để khám phá ra đam mê, khám phá ra sở thích, khám phá ra sở trường, khám phá ra sở đoàn của bạn để bạn vươn lên. Thì đó chính là vùng comfortable zone, là vùng dễ chịu mà vô cùng khó chịu. Còn tiếp theo là vùng thử thách. Một vùng thử thách là vùng challenge zone, là vùng mà bạn buộc phải bước vào lãnh địa của sự sợ hãi. Bạn buộc phải bước vào lãnh địa của sự sợ hãi. Và nếu như bạn sống trong vùng sợ hãi, sống trong vùng áp lực, thì đó là sự vươn lên. Và khi bạn vươn lên như vậy, thì chắc chắn rằng bạn vất vả hôm nay, nhưng tương lai của bạn sẽ tươi sáng và bạn sẽ dễ chịu trong tương lai. Bạn đang đối mặt với vùng comfortable zone, bạn vượt qua comfortable zone, vùng thoải mái, bạn bước đến vùng thử thách hoặc là vùng thách thức. Thì tôi xin thưa với bạn, nếu như bạn bước vào vùng thách thức, thì tôi hỏi bạn, bạn có dám làm những điều từ trước đến bây giờ bạn chưa làm hay không? Bạn có dám ăn cái thứ từ trước bây giờ chưa ăn hay không?
Bạn có dám đến một cái vùng mà từ trước đến bây giờ chưa dám đến không? Bạn có dám nghĩ những thứ chưa bao giờ nghĩ không? Bạn có dám chơi với những người chưa bao giờ chơi không? Bạn có thử những kỹ năng mới mà chưa bao giờ dám không? Nếu vậy thì bạn vẫn ở trong vùng thoải mái. Mà bạn ở trong vùng thoải mái thì bạn sẽ sống một cuộc sống khó chịu. Đấy chính là những điều mà tôi chia sẻ cho các bạn. Vậy thì bạn đang chọn lựa chọn ở sống ở vùng nào? Tôi không nói đến bạn sống ở cái địa lý, cái local là bạn đang ở tỉnh, thành phố, địa chỉ nào. Tôi không nói đến điều đấy. Kể cả bạn đang sống trong khu ổ chuột cũng được. Tôi nói đến ý chí của con người là bạn lựa chọn bạn sống ở trong vùng nào. Hoặc là bạn sống trong một vùng gọi là trì trệ. Hoặc bạn lựa chọn sống trong vùng thoải mái. Hoặc bạn lựa chọn trong vùng thử thách hay là vùng thách thức. Bởi khi bạn thách thức với bản thân mình, giống như bạn chỉ vào gương bản này thằng kia, mày có dám học đàn không? Này thằng kia, mày có dám học ngoại ngữ không? Này thằng kia, mày có dám vươn lên? Này thằng kia, mày có dám thu nhập gấp đôi không? Này thằng kia, mày có dám thức dậy sớm vào 4 rưỡi sáng và trong vòng 1 năm không? Đấy chính là những câu hỏi mà tạo ra những thách thức. Những thách thức này nó sẽ tạo ra năng lượng và sự hào hứng cho chính bạn. Đấy chính là ba vùng mà buổi sáng ngày hôm nay trong một thời lượng ngắn gọn mình muốn chia sẻ. Sự lựa chọn của các bạn sẽ tạo nên cuộc đời không phải là thiếu may mắn đâu, mà chỉ là bạn chưa cố gắng mà thôi. Nếu như bạn chưa cố gắng thì thành quả không thể dễ dàng đến với bạn đâu. Bạn hãy cố gắng đi. Tất cả mọi thứ ở trên cuộc đời này chỉ là kết quả. Chỉ là kết quả. Và cái kết quả đó nó chỉ có được đạt như mong đợi của bạn hay không như mong đợi của bạn mà thôi. Vậy bạn đừng lo lắng. Hãy nỗ lực hết mình. Hãy nhảy vào vùng thử thách. Hãy nhảy vào vùng thách thức bản thân mình, vượt qua những khó khăn đó. Và tin tôi đi, kết quả của việc khi bạn thách thức bản thân mình, bạn sẽ khám phá ra những năng lực phi thường của mình. Bởi vì trong mỗi một con người có một đôi cánh vô hình. Một đôi cánh nếu bạn đánh thức thì năng lực kiếm tiền, năng lực trí tuệ, năng lực kết nối của bạn sẽ vô cùng lớn, không phải nhỏ như bạn đang suy nghĩ đâu. Để có thể đánh thức được năng lực của bạn, để có thể dẫn hướng cho bạn, để có thể đạt được mục tiêu trong cuộc sống cũng như doanh nghiệp của bạn, thì bạn có thể tham khảo hoặc ngồi riêng với Ninh. Ninh sẽ giúp cho các bạn để tìm ra con đường, tìm ra bản đồ, tìm ra sở thích, đam mê, mục tiêu và mơ ước của chính bạn. Vì Ninh là một business coach, là một life coach. Chắc chắn rằng Ninh sẽ giúp được bạn để thay đổi cuộc đời của bạn tốt hơn, khai vấn và khai sáng những tiềm năng còn tiềm ẩn trong bạn. Đó chính là những điều tuyệt vời Ninh muốn chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Nếu như bạn thấy hay điều gì, hãy viết những cái điều tuyệt vời này xuống. Và thấy giá trị, hãy share, hãy comment. Để Ninh có thể có nhiều động lực hơn, giúp cho các bạn thay đổi được cuộc đời của mình. Để ngày mai tốt hơn ngày hôm nay, ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Đó chính là cách tốt nhất để trả ơn bố mẹ, trả ơn tổ tiên, người đã sinh thành ra mình. Và xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi livestream của Ninh. Hẹn gặp lại các bạn vào các buổi livestream khác. See you again.